lặng dục phương tôi mới giữ tâm nhiên. Và như vậy là đến cái phần nhập Phật tri kiến, quý vị được nghe được hai phẩm là phẩm dược vương và phẩm diệu âm. Như vậy là dược vương là gì? Là thuốc chúa để chữa trị tất cả bệnh của tất cả chúng sanh. Và đến cái phẩm diệu âm là cái tiếng huyền diệu. Như vậy thì muốn đến gần với chư Phật, chư Bồ Tát thì chúng ta phải đến hai cái giai đoạn. Thứ nhất là phá trừ ngã chấp và pháp chấp, đó là phẩm dược vương, tức là đốt thân. Đốt thân và đốt luôn có hai cánh, cánh tay nữa. Rồi đến cái phẩm diệu âm, tức là nghe được cái tiếng huyền diệu của chân tâm của mình. Là diệu âm có là chúng ta phải lắng lặng nghe tất cả cái chân tâm của mình, cái tiếng từ trong lòng mình, chứ không nghe tiếng từ bên ngoài. Thế thì cái diệu âm này đó là tiếng huyền diệu lạ lùng, không phải do hai cái lỗ tai phàm của chúng ta và trong cái cảnh bất thanh tịnh mà nghe được. Muốn nghe được cái diệu âm này, nó không phải do cái tai phàm. Cái tai chúng ta đây gọi là tai phàm, trong cái tai thánh. Mà nếu như tai phàm mà không có tai thánh thì không nghe được cái tiếng huyền diệu đó, và đồng thời nó không nghe trong cảnh bất thanh tịnh được. Muốn có cái tiếng huyền diệu đó thì không thể trong cái chỗ ồn ào náo động, nói cách khác là bất thanh tịnh, nói cách rõ hơn nữa là chỗ không trong sạch, sự sống không trong sạch, nói không trong sạch, và tất cả mọi việc làm không trong sạch, thì không thể nghe được cái tiếng huyền diệu đó. Mà tiếng huyền diệu đó chỉ được thấy, được biết khi mà chúng ta được thanh tịnh hoàn toàn. Như vậy là qua hai cái phẩm nhập Phật tri kiến, đòi hỏi chúng ta phải làm tất cả những việc gì, phải có những điều kiện gì để nghe được cái tiếng huyền diệu đó. Quý vị nhớ không ạ? Một là ít bệnh. Ai mà ít bệnh á, cái chữ bệnh đây nó có cả về thể xác và cả về tâm linh nữa. Nếu ai có cái bệnh thể xác mà có bệnh truyền miên như vậy, hết đau bệnh này sang bệnh khác, hết đau đầu tới đau lưng, hết đau lưng tới đau bụng, hết đau bụng tới đau chân, hết đau chân tới đau mắt, hết đau mắt tới đau răng, một cái đau nào đó mà nếu chúng ta đau nhiều quá như vậy á, thì chắc chắn cũng không nghe được cái tiếng huyền diệu kia. Là cái thứ nhất là phải cơ thể phải cường tráng. Như vậy là cái bệnh này, như chúng tôi đã giảng hôm trước, tại vì sao chúng ta nhiều bệnh như vậy? Tại sao chúng ta nhiều bệnh? Một là do tiền kiếp của chúng ta. Khi đời trước, từ trong tiền kiếp chúng ta nó có những cái nghiệp xấu. Vì thế vừa sinh ra đời đã có bệnh tật rồi. Một là câm, hai là ngọng, ba là đuôi, bốn là điếc, cũng là bệnh, đúng không ạ? Vừa sinh ra thì dễ xài, nó đã làm cho cơ thể không yên. Rồi khi lớn lên, nó do chúng ta làm việc nhiều quá, cơ thể nặng nhọc quá, suy nghĩ nhiều quá cũng phát bệnh. Rồi cái nữa cũng do chướng khí tạo ra mà chúng ta bệnh. Như vậy là cái bệnh này nó do nhiều lý do. Một là do kiếp trước chúng ta tạo ra, hai là hiện tại chúng ta tự tạo ra. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta ăn uống mà chúng ta không cẩn thận, không gìn giữ, vì thế mà cũng dễ sinh ra bệnh. Ăn no có bệnh không? Mà đói có bệnh không? Đói nó cũng dễ sinh bệnh. No quá nó cũng dễ sinh bệnh. Vì món ăn ngon cái là ráng ăn cho nhiều, ăn cho nhiều do tiêu không được phải uống thuốc tiêu vô sinh bệnh. Mà uống thuốc mà cho tiêu cái thức ăn đó thì là đẻ ra nhiều bệnh khác. Vì thế việc ăn uống của chúng ta, nếu chúng ta hiểu Phật Pháp ngay từ đầu, nếu chúng ta bây giờ hiểu Phật Pháp rồi cho con cháu chúng ta được nghe Phật Pháp nữa, thì nó cũng ngăn dứt được một số bệnh tật này. Vì thế đầu tiên của kinh Diệu Âm mà dặn á, là nếu người mà nghe được tiếng huyền diệu đó phải ít bệnh cơ đã. Cũng đúng như vậy, chúng tôi quan sát như thế này, nếu như một nhà tu hành
một vị thượng tọa mà tu hành đó mà cứ ngày cứ đau luôn thì chắc chắn cũng khó mà tu, khó mà thiền, khó mà tịnh, và niệm Phật cũng không yên, mà thiền cũng không yên nữa, phải không? Thì không thiền, không tịnh, không trì chú được thì làm sao đến ở chỗ thanh tịnh giải thoát, mà làm sao thấy được tiếng huyền diệu đó. Mà vì tất cả những việc đó nó choáng hết thì giờ nhiều quá. Cái thứ hai là ít lo, ít bệnh rồi còn phải ít lo nữa. Mà nếu đã chúng sanh rồi thì hay lo, à lo làm gì, có con rồi lo nuôi cho lớn lên, lớn lên rồi lo cho nó ăn đi học, lo áo, lo quần, lo đủ thứ rồi. Thì khi đến từ 14 tuổi trở lại thì cũng lo, nhưng mà lo ít hơn khi nó đến 15 tuổi. Đến 16 tuổi thì lo nhiều hơn, con gái thì lo gả lấy chồng, con trai thì lo lấy vợ cho nó, rồi lo cho sự nghiệp cho con cái nữa, phải không nè? Rồi lo sự nghiệp cho con cái, đi học mà dở thì cha mẹ cũng buồn, cũng lo. Và nó ra ngoài mà chơi bời với bạn xấu thì cha mẹ cũng lo, đúng không? Tất cả đều lo hết. Mà nó học giỏi quá thì cha mẹ cũng lo, sợ bị quế không tài, tê không sắc. Con trai mà nó có tài thì cũng lo lắm. Nếu nó không giữ được cái bản tâm của nó không giữ tròn chữ hiếu nghe bằng lời cha mẹ, ra đó gặp cái sức tiến rũ của sắc đẹp thì nó lại sa ngã rồi cũng khổ. Vâng. Rồi con gái thì lớn lên, nếu nó xấu xí quá thì cha mẹ cũng lo. Đang thủi, đang thui cha mẹ cũng lo. Nó mặc sạch chút thì cha mẹ cũng lo. Nó lùn chút thì cha mẹ cũng lo. Nó cao trồng nhòm thì cha mẹ cũng lo, phải không? Tất cả lo luôn. Rồi thiếu ăn thì cha mẹ cũng lo. Áo quần rách rưới cha mẹ cũng lo. Mà nó sắm nhiều quá thì cha mẹ cũng lo. À, cho nên cao thì che khổng, thấp thì che lùn, mập thì che béo trục, béo tròn, gầy thì che xương sống, xương sườn lòi ra. Họ che một cái là ta lo rồi. Nếu sinh không ra à, mang đi tu thì thôi, cho nên còn ở ngoài nếu con nó con dòng nhòm thì mình đã lo lắm rồi. Con gái ai mập thù lù đó mình đã lo lắm rồi. Như vậy là ít lo cũng là cái điều quan trọng để thấy được tiếng huyền diệu này. Thế mà chúng sanh thì hay lo, lo làm sao nữa. Tôi còn nhớ khi tôi nằm bệnh viện, có một cái Phật tử lên than thở với chúng tôi chuyện. Mà hôm nay chúng tôi lại ngồi nhớ cũng ngày này. Năm ngoái chúng tôi phát bệnh, lên mới than thở như thế này, khổ quá thầy ơi. Con có con nuôi từ nhỏ đến lớn, nó hiền khôn à, dễ thương lắm thầy ơi, nói gì nó cũng nghe hết á. Mà nhắc là nó chẳng nói chuyện với gái bao giờ, cho nên con mừng lắm. Ai nói thì nói, chứ còn nói con tôi là con khỏi lo cái chuyện đó đi. À, thế mà bây giờ thầy biết thêm sao không? Con khổ tâm lắm, vừa nghe tin nó có quen với một con sinh viên, rồi con mới kêu nó con la. Con có nói là ba nó cũng vậy, con buồn buồn rồi kêu nó la. Mà vợ chồng con là giáo sư cả, cho nên có kêu dặn dò nói rất là đàng hoàng tử tế, cho nên nói như người khác chắc thầy tin con chứ. Con là giáo sư mà nói chắc cũng khéo lắm chứ. Chứ không phải nói cục mịch, không phải nói một cách nó sổ sàng với họ, mà con nói rất khéo cho con của con. Xin dạy dỗ nó, con lớn lên rồi, con bây giờ nuôi từ nhỏ đến lớn, công lao khó nhọc với cha mẹ quá nhiều với con, bây giờ con cố gắng giữ cẩn thận với ông con. Cha nghe tin như vậy đó, con phải lo quan sát lại cái thân tâm của mình, đừng để cho bị sa ngã và nguy hiểm nha ông con. Con nói như vậy đúng không thầy? Đúng rồi, nói như vậy là hay quá rồi đó. Cái đứa con mang lại, anh ba má sinh con ra, nuôi con lớn lên thế này, cha mẹ không tin con hay sao? Mà từ hồi nhỏ giờ con có làm điều gì xấu tệ đâu mà cha mẹ lo. Và hôm nay con đã trưởng thành, và con là sinh viên rồi, về thế con đủ sức làm chủ được bản thân của con. Cần gì cha mẹ phải nhắc đi nhắc lại, cha mẹ lo cho cha mẹ đi. À, trời ơi, nói ngày mà ớn. Cha mẹ lo cho cha mẹ đi, chứ đừng lo cho con, cũng thừa đi. À, trời. Như vậy thì quý vị suy tư một coi, vì hôm nay có phẩm Quán Thế Âm, do đó chúng tôi có nói đến những cái tâm sở này thật là khó hiểu. Mà
mà ngay trong chúng ta sống được cuộc đời này cũng thật là khó hiểu. Và cũng đúng như vậy, thấy ông cha bà mẹ ngồi, à, có lý, nó làm chủ được rồi, nó sống như thế nào, hay là họ dư luận, họ nói xấu con mình, hay là họ muốn cho gia mình không phát triển nổi, không lành đẹp được, vì thế mà họ nói xấu con mình chăng? Thì thôi, cứ mắng như vậy, hôm sau kêu nói lần nữa, thì nó con đã nói với cha mẹ rằng, con đủ sức làm chủ của con lúc nhỏ kia mới cần đến cha mẹ, chứ bây giờ con lớn rồi thì cha mẹ khỏi lo nữa, thì con có tư tưởng của con. À, còn thêm một câu nữa là cha mẹ hồi trước thì nói cha mẹ lo chuyện với cha mẹ đi, đừng lo con, bây giờ là con có đủ sức làm chủ, con có đủ cái tư tưởng, à, con làm chủ vận mệnh của con, danh dự của con, cuộc sống của con, thì cha mẹ đừng lo nữa. Thế là hai lần nó mắng như vậy thì cha mẹ thôi không nói nữa. Đến cuối cùng dù sao theo dõi thì con kia có thai được 4 tháng rồi. Vâng, nhưng mới rắc rối chứ. Thế thì bây giờ đứng vào mặt chúng ta đi tu như thế này, chúng ta sẽ xử trí như thế nào đấy? Này bây giờ có con 4 tháng mà hai đứa là sinh viên mới năm thứ 3 không? Thế thì bây giờ để nó sinh ra để nuôi con hay sao, chấp nhận điều đó không? Hay là không chấp nhận? Đây mới là vấn đề khó xử. Ừ. Có nên để chúng cưới không? Mà nếu như cưới, chấp nhận mà cưới đi thì sẽ học. Không lẽ mang con đi học hay sao? Thôi cũng kỳ. À, bây giờ không cưới thì sẽ ra sao? Thế là bây giờ đứa con mới quỳ gối lại cha mẹ. Thôi chiều trước nay con nói với cha mẹ, bây giờ con đã lỡ rồi, xin cha mẹ thương con. Nó buồn cười không? Bây giờ mới quỳ lại xuống là chuyện đổ vỡ đâu rồi, mới lại cha mẹ thương con. Nhưng mà khi chưa xảy ra thì mắng chửi cha mẹ, nhưng mà khi đổ ra rồi thì lúc đó cha mẹ phải nghiêng vai gánh vác, phải chạy làm sao để giữ tròn cái danh dự của gia đình. Thì quý vị nghĩ gì sao? Và đến đây là một vấn đề hết sức quan trọng, là phẩm Quán Thế Âm mà từ xưa đến nay quý vị vừa mới chào đời đã nghe đến cái tên Quán Thế Âm rồi, và đi chùa cũng luôn luôn tụng phẩm Phổ Môn, tức là nói đến cái việc sinh hoạt và sự sống thường hàng của Đức Quán Thế Âm. Và cái phẩm Phổ Môn nó được nằm trong cái phẩm thứ 25 có bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh lớn nhất của Đại Thừa. Như vậy đủ biết cái tính chất Quán Thế Âm nó quan trọng ra sao rồi. Do đó mà cái phẩm này vì đáng tiếc hôm nay chỉ giảng một phần, vừa còn thì hôm nay nghỉ thọ bắt con trai rồi, phải không? Tuần này nó nghỉ không? Vâng. Do đó mà chúng tôi chỉ giảng một phần nào đó, rồi còn chúng tôi sẽ tiếp tục. Và như vậy trong phẩm Pháp Hoa, tức là còn phẩm Quán Thế Âm, phẩm Đà La Ni, phẩm Diệu Trang Nghiêm và phẩm Phổ Hiền là kết thúc. Như vậy là có dầu hết bắt con trai đi nữa, làm lễ Vu Lan xong thì chúng tôi lại tiếp tục giảng trong những ngày mà đoàn ban Pháp Hoa này tiếp tục đi tụng Pháp Hoa, để chúng tôi tiếp tục giảng cho nốt cái bộ kinh Pháp Hoa này. Như vậy là cách muốn thấy cái diệu âm thì trước tiên phải ít bệnh, ít lo, phải không ạ? Thế mà chúng ta thì lo nhiều quá rồi đó. Chắc chắn mỗi quý vị ngồi đây thì hôm nay ngồi đây cũng bớt lo, chứ về nhà có thể lo rồi. Lo ăn nè, lo mặc nè, lo cho con cái nè, lo cho học hành, lo cho sự nghiệp có mai sau, rồi còn phải lo làm sao cho mỗi đứa con có mỗi cái nhà. Nếu bảy đứa phải lo bảy cái nhà, bảy đứa phải lo ruộng vườn cho nó, phải lo nghề nghiệp cho nó, phải lo tivi tủ lạnh cho đủ không kiện nữa. Như vậy là đã nghèo khổ cũng đã lo khổ lắm rồi, nhưng mà khi giàu có rồi phải tính toán cho con, mà tính toán có trọn vẹn hay không. À, có lần chúng tôi đã kể cho các vị nghe là bà đã có 5 đứa con. Thế thì bây giờ bà cũng già rồi, muốn đi tu, về thế chia hết gia tài cho con, mà chia cách sao cho nó căng xứng đây.
nhà cửa khác với ruộng vườn khác với tivi, tivi khác với chiếc riêng, nó khác với tất cả các vật. Bây giờ chia đứa này cái riêng á, thì nó lại tiện. Sao lại chia con đất mà lại không đưa con chiếc riêng? Rồi chia cái thằng đất được thì thằng đó xong chia cái nhà cho con. Thế là cũng kiện cáo với nhau rồi gây gỗ đánh lộn với nhau. Đến cuối cùng giải quyết được, nhờ người khác giải quyết được chia đều bằng bốc thăm rồi, thì lại còn chuyện rắc rối nữa. Tôi nói cho bà biết, đó là cái của nổi, còn cái của chuyện thì sao? Ủa? Của chuyện gì đâu, bà có biết gì đâu. À, của chuyện mà để dành cho thằng Út phải không? Bà thương thằng Út, bây giờ có của chuyện đó mà để dành cho thằng Út phải không? Thế là anh em chập quấn lộn với nhau về cô chuyện. Cô nổi thì khó khăn mà còn chia được, còn cô chuyện biết đâu mà chia. Như vậy thì có lo có cha mẹ. Thật ra trong thế gian này lo đủ điều hết, nhưng cuối cùng lo cũng chẳng trọn vẹn. Phải không? Lo có trọn vẹn không? Chắc chắn là không. Vậy thế mà ai ít bệnh nè, ai ít lo nè, thơ thới an vui trong mọi trạng thái, trong mọi việc làm, thì người đó thấy được tiến nguyện quyền diệu. Thơ thới an vui trong mọi trạng thái, trong mọi việc làm. Ai mà an vui được trong trạng thái nào, trong trạng thái đau khổ đó mà vẫn cứ an vui, trong trạng thái giàu sang vẫn cứ an vui như thường, mà trong đau khổ vẫn cứ an vui như thường. Ai có những trạng thái đó là thấy được tiến diệu âm. Ai? Ai trong lúc giàu sang vẫn an vui, mà lúc nghèo khổ tận cùng không có chén ăn cơm vẫn an vui? An vui trong mọi trạng thái, an vui trong mọi việc làm. Ngày xưa ta làm vua, ta làm quan, đi xe nhà cao cửa rộng, xe ngựa đầy nhà, đến hôm nay hoàn toàn hai tay trắng vẫn an vui. Ai an vui trong mọi trạng thái đó? Ai an vui trong mọi việc làm đó mà không nhớ cảnh cũ của mình? Không nhớ rằng ngày xưa lên xe xuống ngựa, tôi lồng cuông như ai, chứ bữa nào tôi đi hút rác thế này. Đấy. Đi hút rác mà vẫn vui, đi dọn phân mà vẫn vui, và khi lên xe xuống ngựa vẫn như thế. Ai bảo chân trâu là khổ? Không, chân trâu sướng lắm chứ. Đầu tôi đổ nón mê như lọng tre, tay tôi cầm cành tre như roi ngựa, ngắt nghẽo ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong chồng cây, mắt trong bướm lượn trên đống cỏ, trong khoảng trời xanh lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú vô cùng. Ai được vui như thế? Cái bài học nó đâu? Nếu ai hôm nay 50-60 tuổi thì nhớ bài học là ở Elementary, đúng không? Lớp 3. Mà đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ bài học đó thiệt là thâm thí. Có phải các vị thiền sư biết cái bài học đó hay không? Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ. Đầu tôi đổ nón mê như lọng tre, tay tôi cầm cành tre như roi ngựa, ngắt nghẽo ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong chồng cây, mắt trong bướm lượn trên đống cỏ, trong khoảng trời xanh lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú vô cùng. Người ta thường chê người chăn trâu, chê đứa chăn trâu, chứ bây giờ đứa chăn trâu hắn thấy sung sướng hơn những người ở nhà cao cửa rộng nhiều. Tri túc giả bằng tiện diệt lạc, bất tri túc giả phú quý diệt ưu. Tri túc thường túc trung thân bất nhập, tri chỉ thường chỉ trung thân bất sĩ, tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư. Ai mà biết đủ rồi thì ở trong cảnh nghèo hèn vẫn thấy vui. Ai mà không biết đủ rồi thì ở trên cảnh thiên đường vẫn thấy đau khổ. Tri túc thường túc trung thân bất nhục, nghĩa là ai biết đủ rồi thì luôn luôn nó đủ, cho nên trọn đời không có nhục nhã gì. Tri chỉ thường chỉ trung thân bất sĩ, ai biết dừng lại thì dừng lại được rồi thì cả đời nó chẳng có xấu hổ. Tri chỉ thường chỉ trung thân bất sĩ, tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư. Cái người mà tri túc được rồi á, biết đủ được rồi á, ít ham muốn rồi á, thì nhìn lên thấy hơi thiếu, mình nhìn xuống thì thấy nó thừa. Phải thừa không quý vị? Vì thế mà an vui trong mọi trạng thái. Ai an vui trong mọi trạng thái, trong mọi việc làm, thì người đó thấy được tiếng nguyện quyền diệu, đó là phẩm trước ạ. Phải không? Rồi làm gì nữa? Thân tứ đại được điều hòa,
ai mà có cái thân tứ đại được điều hòa, giữ cho nó điều hòa ha, thì người đó cũng thấy được tiếng quyền diệu nữa. Nhưng mà tại vì tứ đại thì hay xung đột, hay mâu thuẫn, hay chống đối với nhau. Thằng lửa thì chống đối với thằng nước thì chống đối với thằng lửa. Hai thằng luôn luôn xung đột. À, thằng lửa thì chống với thằng gió, vì gió nhiều thì lửa tắt. Cho nên mỗi lần mà chúng ta đau tại sao? Bởi vì bốn cái thằng này luôn luôn xung đột mâu thuẫn, và nó là cột trụ của thân thể của ta. Thế mà nó luôn luôn xung đột mâu thuẫn, hay lửa mà nóng lên tới 40 độ thì sao? Thì nóng chết đi nhà thương, mà đến 41 là đâu sư tài ha. Rồi khi mà nước nhiều thì sao? Nước nhiều thì lửa tắt, thì phình lên, rồi khí rồi thủng. Nước nhiều lửa tắt thì nó khí nó thủng. Rồi gió nhiều là hơi thở mà hỗn hển thì sao? Hơi hở thở hỗn hển thì nó làm cho nóng ra, làm cho nước tắt đi, rồi cuối cùng rồi thân ta sinh bệnh hoạn, rồi ho, rồi cảm, rồi đau đầu, rồi đau bụng, luôn luôn nó bị xung đột. Cho nên ai mà có cái thân tứ đại điều hòa thì người cũng đã thấy được tiếng quyền diệu rồi. Khó à? Đâu gì nữa, cái này cái thứ năm là nhẫn được việc đời, không nóng nảy vật dạo. Ai bây giờ ngồi tụng kinh Pháp Hoa đi, suốt mấy năm rồi ai nhẫn được việc đời? Thấy việc đời mà chúng ta nhẫn được hết, bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng nhẫn được. À, cho nên Đức Quán Thế Âm mà thắp đến đây là chuẩn bị chúng ta học hai cái hạnh của Quán Thế Âm, đó là nhẫn nhục và từ bi, phải không ạ? Thế mà ai nhẫn được việc đời? Có nhiều lúc ta thấy khó chịu quá, tại sao ta cứ làm việc phải mà người ta cứ chửi mắng ta? Tại sao ta đi tu mà người ta vẫn ganh ghét ta? Tại sao đi làm có chút ít tiền bạc mà người ta cũng mắng chửi ta? Tại sao cái sắc đẹp là trời phú cho ta, thế mà người ta cũng ghét ta? Rồi cái xấu cũng là trời phú cho ta, thế mà tại sao người ta cũng ghét ta? Ta thấp cái nó cũng là từ kiếp trước của ta, kể ta, thế mà người ta cũng ghét, cũng nói xoay, nói xỉa cho được. Mà khi mà người ta chửi mắng ta, nói xoay, nói xỉa mà ta nhẫn được, thì mới thiệt là khó. Nhẫn, tới chủ oan gia tổng thứ tặng, Như thiên tai vạn hỏa nhất tề tiêu, mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư có thế công danh bất tự do. Nghĩa là ai nhẫn được, nhẫn cái thân, nhẫn cái miệng, rồi còn nhẫn cái ý nữa, thì thiên tai vạn hỏa nhất tề tiêu là ngàn tai muôn hỏa đều tiêu mất. Ai nhẫn được ba cái? Mà phần nhiều là chúng ta chỉ nhẫn được cái thân, nhẫn được cái miệng mà ý chưa nhẫn, phải không? Để ý mình coi. Mà ý chưa nhẫn thì sao? Mà nhẫn chưa? Chưa, ý mà chưa nhẫn thì thân nó chưa nhẫn, miệng nó chưa nhẫn và ý nó còn đó. Có lần tôi đã ví dụ cho quý vị mà hôm nay đi tụng bắt con trai đi, sáng mùng 1 đi, tụng bắt con trai, thì có mấy con gà, mấy con heo nhà hàng xóm chạy qua nó bươi vật cải, nó bươi vật rau của mình. Bươi vật rau rồi tức quá, nó nhiều lần ai ở trong cuộc cái mới giận. Chứ còn nếu ở ngồi khẽ nó không buồn chút con sao đâu. Nhưng mà nó ngạc vì hàng xóm đang giềng với nhau, hằng ngày nó cứ đuổi qua, không những nó vô tình mà là cố ý đuổi qua để phá rau của mình, phá cải của mình, quá dưa của mình, nó phá cả vườn của mình. Vì thế mà lâu ngày nó sinh ra tức, có không? Chứ còn người ở ngoài cuộc thì thấy gì đâu, chút mà cũng là lối ồn sòn. Ai ở trong cuộc kia mới chứng kiến được cảnh đó. Thế thì cái người đó mà nếu nhẫn không được thì nói làm sao? Đuôi quá, phá cái vườn của tao, đổ mồ hôi nước mắt. Bữa nay túng lại mùng 1 đó nghe không? Chừng mê có biết mặt đâu. Được là mới nhẫn được bữa nay ngày mùng 1, phải không? Bữa nay đi tụng bất quân trai, tụng binh pháp hoa, cho nên tao ráng nhẫn đành thôi. Chừng cái ý nó chưa nhẫn, ý chưa nhẫn. Như vậy là bữa nay chưa khu tai, cái miệng cũng nói nhỏ nhỏ đành thôi, nhưng mà cái ý thì còn nguyên vẹn chưa nhẫn, là chờ tới ngày mai, tới ngày mùng 2 rồi, phải không? Ngày mùng 1 là ngày vía.
cho nên tôi ăn chay, cho nên tôi nhẫn, chứ còn ngày mai là chắc chắn không nhẫn, tôi bể, tôi cơ ràng, tôi nhổ, tôi sợi tóc, nói trước cho mà biết. Thế là khi bên này nhổ tóc, thì bên kia bể răng, bên này bể răng, thì bên kia nhổ tóc, thì biết bao giờ cho yên đây. Cho nên nhẫn về việc đời, không nóng nảy, bật dọc là chuyện khó. Vì thế quý vị chuẩn bị cái này để nghe cho kỹ từ phẩm Diệu Âm để chuyển qua phẩm Quán Thế Âm. Cho nên quý vị nghe câu chuyện ông Tế Điên Hòa Thượng để chữa cái bệnh nhẫn này. Ông chữa cái bệnh này, hai vợ chồng bán bánh bắc. Bánh bắc tức là bánh in đó. Bánh bắc, bánh in không? Bánh in đó mà. Thì hai vợ chồng làm lấy nếp đường rồi làm suốt cả đêm để trong tủ, cái tủ giữa nhà. Thế thì hai vợ chồng không biết làm sao đó, rồi có đứa con muốn xin tiền. Ông xin tiền thì bà mẹ cho tiền. Ông cha mới mắng, bà cứ cho tiền, tháng nữa cho tiền nó, ông đi chửi quá cả ngày, nhất cái ngày cứ đút tiền cho nó. Thế thì bà mẹ mới nói, thì không con nít mà, cái gì ông giận dữ không vậy? Giận gì? Bà ăn phá đám không? Phá nhà phá cửa cũng bà hết, con hư cũng tại bà hết. Cái bà ta giận quá, con hư tại tôi hả? Chứ không phải tại ông hả? Đây là hai người đứng lên sang tại áo quánh, quýnh lộn. Không phải tại tôi hả? Tại tôi hả? Chứ không phải tại ông nữa hả? Mày ăn đủ đến bạc, mày ăn đủ đến uống rượu, cho nên con hư chứ, có tại tôi đâu. Thế thì hai vợ chồng có cái cớ hết, bà vợ thì đút tiền cho con, cưng con, thì cũng có cái lý do để mà ông chồng nói như vậy là suối cho con làm hư. Rồi ông chồng thì uống rượu đến bạc, cho nên bà vợ cũng lấy cái cớ đó để mà mắng ông chồng. Tại ông chứ, ông hư, mất nét. Vì thế mà con hư chứ không phải tại tôi đâu. Thế thì hai vợ chồng đứng lên đánh. Đánh thì ông sẵn cái dao trên tay, bà lấy cái rượu cầm tay, cái bàn ở giữa nhà thế này. Đây, thì lúc đó ông đứng bên này thì bà đứng bên này. Tao chẹt mày, bữa nay tao giết cho được mày. Thì bà tao bữa nay giết cho được mày. Hai bên đứng ông qua thì bà đi lại cứ cọ qua giữa cái bàn đó. Cái bàn ở giữa, còn hai vợ chồng cứ cầm rửa và cầm dao đi cọ qua nhé. Có ai đứng yên đâu chẹt. Thì đứng từ đầu bàn ra bên kia thì chạy nó không tới. Mới chạy gần mới chạc được. Thì ổng quay qua thì bả tới bên này. Ổng bả bên này thì ổng ở bên này rồi. Thì bả mạnh quá, ổng cũng mạnh quá. Cho nên bà con không can được. Thì gặp ông Tế Điên Hòa Thượng đi tới. Hòa Thượng đến rồi. Xin Hòa Thượng cứu giùm. Hai vợ chồng đang giết nhau đây. Thì ông tới ông để cái sắt xuống. Mới nói rằng, hai đứa bay. Ông nhìn thì bên này tao giết mày, tao bữa nay tao phải giết cho được mày. Bên kia bà vợ bữa nay tao cũng giết cho được mày. Thì hai bên cũng giết mày hết á. Thì ông Tế Điên ông làm sao? Tưởng ông chữa cái sao, ông khuyên cái được không? Ông kêu cái bà gánh gánh vô, con cái xe vô. Thế rồi ông mở tủ ra, ông làm thinh mở tủ ra, lấy bánh cho người nó gánh đi à. Gánh miết, gánh được hai gánh rồi. Cuối cùng còn có mấy cái bánh ở trong tủ. Thì hai vợ chồng, ê không được, sao ông lấy bánh vợ chồng của tôi làm ra mà sao ông lấy ông gánh đi hết. Ủa, ba là vợ chồng hả? Hồi nãy giờ tao nghe là con này giết thằng kia nè, thằng kia giết con này, tao nghe vợ chồng gì đâu. Mà ba giết hết rồi bánh này để cho ai ăn? Ba giết nhau chết rồi thì bánh này ăn đâu? Gánh đi. Hay quá. Cho nên cái pháp của Quán Thế Âm là chỗ này. Mà chính Tế Điên Hòa Thượng cũng là Quán Thế Âm. Cho nên cái phương pháp của Ngài dạy rất là tế nhị. Bất cứ ai có lòng tham đến bao nhiêu, có sân hận đến bao nhiêu đi nữa, cũng nghĩ đến quyền lợi của mình làm ra. Ai động chạm đến quyền lợi thì lúc đó lên tiếng ngay, phải không? Bởi vì cái tủ bánh đã hết rồi cơ mà. Hết rồi. Thế thì bây giờ bà vợ cũng bỏ dao xuống, ông chồng cũng bỏ dao xuống. Sao ông lấy bánh của tôi gánh đi, tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi làm ra mà ông vô ông bắt gánh đi cho hết là sao? Ông Tế Điên mới bảo, ủa bay vợ chồng à, ta có nghe đâu. Hồi nãy giờ tôi đứng đây tôi nghe ba là con đi giết thằng kia, thằng kia giết con nọ, chứ có vợ chồng gì đâu. Lúc đó hai vợ chồng nó tỉnh ngộ, quen dao xuống và quy y liền. Như vậy là hình thức đó, đức là hiện tượng đức Quán Tâm hiện ra để mà cứu cho cả hai vợ chồng và sau này được an vui tốt đẹp.
Rồi có một lần khác, hai người bán cá giữa chợ, bên lộn với nhau, cũng bán cá, hàng để bán được thì bên đi cứ bán không được, bán được là hai người quánh nhau. Mà khi quánh là hai người mà ở miền biển thì mạnh nữa, hai bên hai cái đòn gánh, quánh nhau thì cái chợ cam cũng không được. Với người ở biển, còn mình ở kinh đâu có biết võ nghệ gì đó. Ở trên thành phố này thì ngó, cũng đứng nó ngó, phải không? Hai vợ chồng mạnh đánh hai cái đòn gánh mà gãy tan hết. Thì cũng gặp Tế Điên Hòa Thượng tới. Có Tế Điên, có Hòa Thượng tới, nhờ Hòa Thượng can dần. Ông tới, ông lại không làm. Ông không làm giống như người bán bánh bát vậy. Bởi nó có hai đòn gánh thôi mà. Thì bên kia chữ, tôi đánh cha mày, tôi giết đồng cha mày. Thì ông Tế Điên, ông cũng sang tao, tổ cha mày, dọn xuống. ông xem vỗ quánh hay còn đó. Thì đã là bạn Âu Vàng, Y Vàng mà thầy chùa nữa, mà lại xem lên chửi cô kỳ quá. Cho nên bà con đứng ở phía ngoài thì cứ nổi cười to lên, cười ra lên, cười chừng nào lại chửi không chừng đó, ông chửi còn giòn hơn hai con kia. Thế thì khi mà ông chửi giòn quá là hai con kia nó cười. Hai con bắn cá đánh nhau nó cũng đứng cười, cứ ngồi cười quá rồi thì nó cũng cười. Anh cười cái bạn lãng sách còn gánh đi tới cả. Sách đi, vô chợ. Rồi ngồi cứ ngó nhau cười, bên này ngó nhau cũng cười. Thì hai đứa mà đi vô chợ rồi thì bà con mới xúm lại mới hỏi Hòa Thượng. Bây giờ Hòa Thượng cán gì kỳ cục, Hòa Thượng cũng chửi là con nó dị dợm vậy. Nó không được đâu, hai đứa nó mạnh lắm, mà nếu vô can bình thường nó quánh chết à, đừng giỡn. Bây chỉ có cách đó, từ nay tới đi hai đứa nó hết chửi, nó nhớ tao chửi cũng giỏi hơn nó, cái nó cười thôi thôi. Cho nên cả việc đời luôn luôn là nóng nảy, và có chuyện gì không vừa ý là đánh đập với nhau, chửi bới với nhau, không bao giờ giúp. Do nên ai mà nhẫn được việc đời, không nóng nảy, không bực dọc á, thì người đó mới thấy được tiếng diệu ăn. Đó là tóm tắt của phẩm trước đây nha. Bây giờ ai chế ngự dễ dàng tư tưởng của mình, ai dễ dàng chế ngự được tư tưởng của mình, nghĩa là cái tư tưởng của mình thì sao? Bởi vì chúng ta sinh ra trong cuộc đời này với cái thân ngũ uẩn này, chúng ta thấy nó là thật sự. Từ trước đến nay, từ khi sinh ra đến bây giờ, chúng ta vẫn thấy nó là thật. Và nó luôn luôn gắn bó với ta, cái ngã tướng luôn luôn gắn bó với ta, luôn luôn sống bên ta và xúi dục ta làm tất cả mọi việc đời cũng như việc đạo. Thế mà hôm nay chúng ta làm sao thấy được đạo? Thấy được đạo mà phá trừ được cái ngã chấp này, phá trừ được cái ngã tướng này. Cho nên làm cho chế ngự được tư tưởng này. Mà ai chế ngự được tư tưởng của mình rồi á, thì mới là người thấy được cái tiếng huyền diệu chứ. Còn chúng ta vẫn thấy là sự thật. Cho nên ăn là thật, sống là thật, bữa nay ăn cơm là thật. Chứ rồi ăn cơm ra thì không có gì thật nữa cả. Phải không? Coi như coi, đối mà chúng ta không ngủ được, ngủ là thật, chứ không ngủ là không được. Có nhiều khi chúng ta ngủ cả ngày, ngày chưa đủ ngủ cả đêm, đêm chưa đủ ngủ cả ngủ luôn như vậy vẫn chưa thỏa mãn nữa. Nào, ông vua thì thấy sắc đẹp là thật, tất cả và hàng trăm cung phi mỹ nữ kia thì mới tỏa nguyện ý muốn của nhà vua. Rồi người con trai thì cũng có 5-7 vợ kia mới thỏa mãn được. Rồi nếu như trai 5-7 vợ thì con gái làm sao, vợ làm sao, cũng phải tính chứ. Chồng ăn chả thì vợ ăn nem, để tới có thèm thì mua thịt ăn chứ. Chồng ăn chả thì vợ ăn nem, để tới có thèm thì mua thịt ăn chứ. Bởi vì tất cả đều quyến luyến vào cảnh thế gian này, mà làm sao chúng ta chế ngự cho được. Bữa nay về thử hỏi, chúng ta ăn một bữa cơm mà nó không ngon lành thì cái tâm chúng ta làm sao? Nếu chúng ta đi làm việc mệt nhọc mà về vợ dọn bữa cơm không ngon thì ta sẽ như thế nào? Tâm ta làm sao? Ai chế ngự được cái tâm lúc đó? Ai chế ngự được tâm lúc đó thì mới thấy được tiếng diệu, tiếng huyền diệu.
Còn nếu ai không chế ngự được thì không bao giờ nghe được tiếng huyền diệu ngay trong bữa ăn kia. Hả? Một bữa ăn ngon thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta có vui vẻ không? Bữa ăn mà vừa miệng thì chúng ta có vui vẻ không? Mà chúng ta còn thích cái vui đó, tức là cũng chưa nghe được tiếng huyền diệu đó. Vâng, cho nên lúc nào ăn để mà ăn, mặc để là mặc, đi để mà đi, đứng để mà đứng, nằm để mà nằm, ngồi để mà ngồi kia. Còn khi có món ăn ngon thì mặc có vui vẻ, khi có món ăn dở thì mặc có bị sị, như là mặc nhằn liếc, nhàn, lúc nó có không nhàn, nó cũng nhàn, con mặc con ghế và mình nhàn biết. À, đàn ông vậy mà có mặc nhàn liếc thì sẽ ra sao? Vì thế mà chúng ta không chế ngược dễ dàng được tư tưởng của ta. Vì thế Vivekananda đã nói, người chỉ xứng đáng với danh nghĩa con người chừng nào con người thắng cái thiên nhiên, cái nội tâm lẫn ngoại cảnh kia, đó là công phu tuyệt đích. Và người chỉ xứng đáng với danh nghĩa con người chừng nào con người thắng cái thiên nhiên, cái nội tâm lẫn ngoại cảnh, đó là công phu tuyệt đích. Hiểu được định luật chi phối các vì sao và các hành tinh đã là điều hai, nhưng hiểu được, ai hiểu được định luật chi phối của những tham vọng, tình cảm và ý chí con người là còn hai và khó gấp bội phần. Như vậy thì việc tu hành chúng ta khó hơn một nhà bác học. Nhà bác học chỉ nghiên cứu về các hiện tượng để tìm ra các vì sao và các hành tinh đã là khó rồi, nhưng vì việc Vivekananda nói không khó. Nếu ai đã hiểu được cái gì chi phối cái tham vọng, tình cảm và ý chí của ta là còn hai và khó gấp bội phần, như vậy là khó hơn một nhà bác học. Mà hơn nữa, con người chỉ xứng đáng với danh nghĩa con người chừng nào con người thắng cái thiên nhiên, cái nội tâm lắng ngoại cảnh, đó là công phu tuyệt đích. Vì thế mà các vị thiền sư thường hay tu mưa nắng gì cũng có chừng đó à, không thay đổi. À, các ngài đã chế ngự được tư tưởng của mình, chuyện nắng, chuyện mưa, chuyện gió, chuyện bão thì đó là chuyện của trời. Vâng, mà ta phải làm chủ là bản tâm của ta. Hơn nữa làm sao? Chúng ta phải tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Nếu ai đã tùy thuận chúng duyên vô quái ngại thì niết bàn sanh tử đáng không hoa. Tất cả việc sống của tư tưởng đại thừa phải tùy thuận chúng duyên. Nếu chúng ta không tùy thuận chúng duyên thì luôn luôn là đau khổ và không bao giờ thấy được tiếng diệu quyền đó. Tùy thuận chúng duyên là sao? Tố phú quý hành hồ phú quý, tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn, tố di địch hành hồ di địch, tố bằng tiện hành hồ bằng tiện. Gặp trong cảnh giàu sang, ta sống theo cảnh giàu sang. Gặp theo cảnh hoạn nạn, ta sống theo trong cảnh hoạn nạn. Gặp trong cảnh nghèo hàng, ta sống theo với nghèo hàng. Gặp trong cảnh mọi sợ, ta sống theo với mọi sợ. Đó là quán thế âm. Mà quý vị chuẩn bị qua phẩm quán thế âm. Như vậy là chúng ta đã sống đúng như thế chưa? Là chúng ta đã sống gần gần với quán thế âm, mà chúng ta nghe được phẩm quán thế âm này. Cho nên ai chế ngự được dễ dàng tư tưởng của mình á, thì người đó cũng thấy được tiếng diệu quyền. Không có nhiều tham dục, ai không có nhiều tham dục, không có nhiều giận hờn, không có ngu si, ganh ghét, bỏng sản và kiêu mạn. Như là phẩm diệu âm hôm trước đã giảng rõ là ai không có nhiều tham dục, ai không có giận hờn, ai không có ngu si, ai không ganh ghét, ai không bỏng sản, ai không kiêu mạn. Thế mà trong những cái điểm này tất cả chúng sanh đều có, nhất là tham dục, ham muốn quá nhiều. Chúng ta còn ham muốn không? Chắc các cụ lớn tuổi thì bây giờ bớt ham muốn rồi, chắc lúc trẻ cũng còn ham lắm. Lúc trẻ cũng ham, nhưng bây giờ chắc tuổi già này cũng bớt ham chưa? Bớt ham là không nè. Mà bây giờ có ham nữa cũng không được. Có ham nữa cũng không làm được. Nhưng mà nếu ai tuổi trẻ mà bớt ham muốn á, thì chính cái người đó là người được giải thoát một phần. Còn bây giờ chúng tôi mới vừa trên xe lên đây, ngồi trên xe nghe nói toàn cái chuyện gì đâu. Vừa lúc hôm nay tôi đi giảng phẩm quán thế âm mà nghe trên xe nói, hè, mày kiếm được mấy tỷ à? Mày bao nhiêu? Chúng ta không thất bại gì muốn, không biết sao, không phải chiến đấu
Còn anh kia thì cười hớn hở, cháu tao làm ăn xôi số tôi phải nhìn mày nha, mày dốt vậy chứ. Ai biểu mày, mày dối tay quá về chứ, ai biểu mày, mày nắm quá lớn chứ, cho nên mày tập mày ráng mày chịu chứ. Còn tao đi từng bước, tao bước lên, cứ 1 tỷ ta kiếm 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi ta kiếm 2 tỷ, 2 tỷ ta kiếm 2 tỷ rưỡi, có mắc gì đâu. Tại mày có 1 tỷ mà kiếm 2 tỷ, vì thế mà mày mắc nạn chứ. Nghe có khỏe không? Như vậy là chung quy cũng có tiền. Và có lẽ từ đầu chúng tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ kia, chúng tôi mới là sa di vào chùa, một cậu sa di ngớ ngẩn còn ngây thơ quá. Thì ông bổn sư của tôi, ông mới sai xuống bên bạch đàn, tức là cái tiệm của ông Nghĩa Lợi. Bây giờ ai ở Đà Nẵng thì còn nhớ tiệm ông Nghĩa Lợi gần bên bạch đàn, rồi xong bạch đàn. Thì tôi là người ở nhà quê ra, mặc dù học hành thi thì tại Hội An, nhưng mà ra Đà Nẵng thì xa lạ lắm. Vì thế là xuất gia nằm ở tại chùa ở Đà Nẵng, là chùa Phổ Đà. Vì thế mà ông thấy tôi hơi linh lanh, ông bổn sư mới sai đem tôi 2 đồng. 2 đồng con xuống Nghĩa Lợi mua cái kềm, về bắt mấy cái dây cái bóng gì đó, mua cái kềm thôi. Thì cầm đi có 2 đồng. Thì trong túi tôi không có đồng nào, mà trên tay tôi có 2 đồng, ông bổn sư mới đưa đi mua cái kèm. Thì tôi xuống hỏi đến cái chỗ bến bạch đàn, hỏi cái quán, cái tiệm có Nghĩa Lợi. Thì vốn ở nhà khoe hồi nào chưa thấy cái tiệm lớn như vậy. Do đó tôi đứng tôi nhìn, nhìn cái tiệm to bằng 5 ngôi chùa này, đủ loại, không có sót thứ gì hết, thứ gì nó cũng đầy cứng hết. Sắt cũng đầy, gạo cũng đầy, thứ gì cũng đầy, xi măng nó cũng đầy, chắc hết. Tôi mới vô đứng vô cửa, thì cái ông ở ngoài cách quen với bà Nghĩa Lợi. Bà Nghĩa Lợi thì ngồi trên cái bục cao để mà đếm tiền, trả tiền, thu tiền. Thì ông vô, ông dỡ nông pháp ra, ông làm đi. Chị, lâu quá mới gặp chị. Thì bà Nghĩa Lợi bà cũng đứng lên, anh, lâu quá mới gặp anh, lâu quá mới gặp anh. Bà hỏi liền, chứ làm ăn ra sao anh? Nửa năm là mới kiếm 5-6 triệu bạc, chẳng ngấy chị ơi. Nửa năm rồi mới kiếm được 5-6 triệu bạc, chẳng ngấy. Tôi mới đứng sững, tôi cầm có 2 đồng trên tay á, mà nghe đến nửa năm là mới kiếm được 5-6 triệu bạc, thì cũng mạnh quá lớn. Nhưng mà anh còn than, mới nửa năm là mới kiếm được có 5-6 triệu bạc, mà lúc đó gạo bao nhiêu một tạ, quý vị biết không? Có 200 đồng một tạ, vàng có 200 đồng một chỉ, mà nửa năm là mới kiếm được 5-6 triệu, cũng còn than. Chưa, tôi ngơ ngác hơn nữa. Là bà Nghĩa Lợi mới nói, em đấy mới kẹt cho anh, em nó mới kẹt nè, bí sĩ à, chán ngấy à. Không nói chứ làm sao mà chịu bí. Thì đó, pháp đi, 554 bây giờ nó đi về nước, không bán sợ quế em, bán sợ quế cho em 500 triệu. Trời ơi, hết vốn, rồi mua 2 chiếc tàu thủy nên 500 triệu nữa, chuyện kẹt vốn. Ủa trời, thế là kẹt hết, bí hết trời. Có tôi cầm 2 đồng là không bí thì thôi à. Không kẹt, vì ăn cơm chùa rồi, phải không? Có 2 đồng trên tay, có bí, có kẹt gì đâu. Như vậy là cho tôi một bài học suy nghĩ, à thế gian là thế hay sao? Bao nhiêu cũng không vừa, bao nhiêu cũng không đủ hay sao? Nửa năm rồi làm 5-6 triệu bạc mà cũng còn la.